Ra đó là từ lúc cưới về á, anh ấy cứ đi miết, đi thường xuyên luôn. Không cần biết ở gia đình là vợ con của mình như thế nào, bản chỉ biết bản thân của mình vui, còn lại là bỏ hết. Lúc đó đó là chỉ có mẹ chồng của em kế bên thôi. Mẹ ruột em biết điều đó đúng không? Dạ biết chị. Cho nên là mẹ mới buồn đúng không? Dạ đúng rồi. Cái việc mà Khang không để tâm đến em rồi khiến cho mẹ buồn như vậy á, thì cái trong thời gian bao lâu? Cũng phải 7 năm. 7 năm. Là mới chấm dứt đây khoảng 3 3 năm năm, thôi. 3 năm nha. Dạ. Mới chấm dứt từ Nhưng khi mẹ chồng mất. tại sao mà cứ hỏi kỹ cái câu chuyện của tụi em như vậy? Để ba mẹ của Dung nếu có coi cái này thì ba mẹ của Dung sẽ một phần nào hiểu được bạn Khang này, là cái công việc của nghệ sĩ, mà nhất là những cái nghề giống như là Khang là phải đi, tức là đi tỉnh nhiều.